Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra, văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsai Avenue, Suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phúc Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Julie Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Phương Thanh muốn đọc đến quý vị, cho quý vị một bài viết với chủ đề Mike Pence, một lữ bố tân thời. Lâu lắm rồi mới nghe có người nhắc đến ông này, và Phương Thanh cũng muốn gửi cho quý vị nghe bài viết này, bài viết của tôn nữ Hoàng Hoa. Người Việt Nam mình thường thích đọc những chuyện trung trinh tiết nghĩa của những bậc quân tử. Những điều quan trọng nhất của người quân tử là phải giữ trọn nhân nghĩa lễ chí tín. Nhất là chữ tín là điều vô cùng hệ trọng. Khổng Tử nói, vô tín nhi bất lập, nghĩa là không có chữ tín thì không thể có chỗ đứng giữa đời. Lòng tin chính là thứ quý giá nhất để duy trì một mối quan hệ, thậm chí duy trì cả xã hội này. Ngạn ngữ cũng có câu, một lần bất tín, vạn lần bất tin. Xem ra chữ tín đúng là một thứ sinh mệnh thứ hai của người quân tử. Cũng vì chữ tín đó mà trong chuyện Tam Quốc có một lữ bố đã phải chịu một kết cục bi thảm. Năm 188, Đinh Nguyên lĩnh chức Thứ sử Tịnh Châu, sang năm 189, kiêm kỵ đô úy đóng ở Hà Nội, bổ nhiệm Lữ Bố làm chủ bộ, luôn coi Lữ Bố là người thân tín. Sau đó Đinh Nguyên nhận Lữ Bố làm con nuôi. Cũng vào năm 189, Hán Linh Đế qua đời, con trưởng là Hán Thiếu Đế Lưu Biện lên nối ngôi. Tuy nhiên, bọn hoạn quan thập thường thị muốn lập con thứ của Linh Đế là Lưu Hiệp lên ngôi, liền mưu giết Hà Tiến để thực thi kế hoạch. Hà Tiến cũng muốn trừ đám hoạn quan chuyên quyền, triệu tập quân các trấn đến hỗ trợ. Đinh Nguyên theo lệnh dẫn quân đến Lạc Dương, Lữ Bố đi theo. Đổng Trác trước đó cũng theo lời triệu tập, thừa cơ tiến vào Lạc Dương, tranh chấp quyền lực với các quyền thần khác. Nhìn thấy cục diện, Đổng Trác muốn giết Đinh Nguyên để thâu tóm binh sĩ của ông ta. Thấy Lữ Bố được Đinh Nguyên tin tưởng, Đổng Trác bèn cho người dụ Lữ Bố, sai ông giết Đinh Nguyên. Lữ Bố chém chết Đinh Nguyên ngay trong đêm đó, đem đầu của Đinh Nguyên đến dâng cho Đổng Trác. Khi Lữ Bố giết Đinh Nguyên, Đổng Trác sai Lý Túc xem ngựa, đem ngựa xích thố tặng cho Lữ Bố. Sau khi về với Đổng Trác, được Đổng Trác yêu mến tin dùng, phong Lữ Bố làm kỵ đô úy, ước thệ làm cha con. Ít lâu sau, Lữ Bố lại được thăng làm trung lang tướng, tước đô đình hầu. Nhờ sức khỏe hơn người, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, ông được ca tụng là phi tướng. Do Đổng Trác tàn bạo giết chóc và kết thù oán với nhiều người, nên những lúc xuất hành và nghỉ ngơi thường dùng Lữ Bố làm người bảo vệ. Với tính tình tàn bạo độc ác lại thêm nóng nảy, Đổng Trác có lần phóng cây kích vào Lữ Bố, cố ý dằn mặt khi tức giận. Lữ Bố gạt được cây kích và từ đó đem lòng thù hận Đổng Trác. Trong hàng ngũ các đại thần của nhà Hán, Lữ Bố được Tư Đồ Vương Doãn quý mến. Hai người cũng khá thân thiết với nhau. Lữ Bố tới nhà Vương Doãn thuật lại chuyện mình bị Đổng Trác phi kích. Vương Doãn vốn đang cùng bộc xạ sĩ Tôn Thụy mưu giết Trác. Thấy Lữ Bố đang oán hận Trác, bèn bàn mưu cùng hành sự. Ban đầu Lữ Bố còn do dự vì ông đã nhận Đổng Trác làm cha nuôi, nhưng vì Vương Doãn lựa lời thuyết phục nên ông nghe theo. Vương Doãn sai sĩ Tôn Thụy thay mặt Hán Đế viết chiếu thư sai Lữ Bố giết Đổng Trác. Tháng 4 âm lịch năm 192, Đổng Trác vào cung yết kiến vua Hiến Đế. Lữ Bố trước đó đã có lệnh cho thủ tướng Lý Túc cùng nhiều võ sĩ mai phục ở Bắc Dịch chờ đợi, ở cửa Bắc Dịch chờ đợi, còn bản thân Lữ Bố vẫn đi theo hộ vệ Đổng Trác. Khi Đổng Trác vừa vào, Lý Túc đâm Đổng Trác một dao, nhưng Đổng Trác mặc áo giáp nên chỉ bị thương ngã ra đất. Đổng Trác vì chưa biết Lữ Bố phản mình nên vui mừng gọi Lữ Bố đến cứu. Thì ngay lúc đó Lữ Bố chạy thẳng tới, dùng hỏa kích đâm chết Đổng Trác. Năm 198, Tào Tháo mang quân đến đánh thành Từ Châu. Lữ Bố thua xin Tào Tháo tha mạng. Tào Tháo phân vân, hỏi ý của Lưu Bị. Lưu Bị chỉ nói một câu khiến mạng Lữ Bố không toàn. Ông còn nhớ chuyện Đinh Nguyên và Đổng Trác không?
Ý Lưu Bị muốn nhắc Tào Tháo rằng Lữ Bố là kẻ bội tín, phản chủ, giữ lại tất có ngày trở mặt. Tào Tháo nghe ra, hiểu được thâm ý, liền thét võ sĩ treo cổ Lữ Bố, sau đó cho chặt đầu đem bêu. Khi ấy Lữ Bố mới tròn 40 tuổi. Thời nay chúng ta cũng có một Lữ Bố tân thời, để chỉ cựu Phó Tổng thống Mike Pence. Tại sao người đời hôm nay lại cho Mike Pence là một Lữ Bố tân thời? Mike Pence là cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald J. Trump. Người dân ai cũng nhìn Phó Tổng thống Mike Pence là một người hiền hòa, trung hậu. Trong khi những tranh chấp giữa Đảng Dân Chủ và Tổng thống Trump đang đi vào con đường quyết liệt một mất một còn, cuối cùng phải nhờ vào hiến pháp quyết định. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, Phó Tổng thống Mike Pence là người quyết định cuộc bầu cử năm 2020 có gian lận hay không. Nếu Phó Tổng thống Mike Pence quyết định cuộc bầu cử 2020 có gian lận thì Tổng thống Trump không phải bị thua. Nhưng khi sự việc xảy ra ngoài sự mong muốn của hàng chục triệu người dân, Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố là cuộc bầu cử không có gian lận. Mike Pence hành xử chẳng khác gì Lữ Bố khi Đổng Trác gặp cơn tai biến, thì Lữ Bố tiến tới đâm lút cây kích vào Đổng Trác. Cả nước Mỹ sững sờ trước lời tuyên bố của Mike Pence. Mike Pence đã không giữ được lòng tin với mọi người, trừ những người theo Đảng Dân Chủ. Lúc đó, những người ủng hộ Tổng thống Trump đã chuyển từ bạn ra thù với Mike Pence. Họ cho Mike Pence đã đánh mất chữ tín. Không còn chữ tín thì sự cư xử không còn nằm trong hai chữ thiên tâm. Hai chữ thiên tâm bao dung cho nhau. Mất chữ tín thì sẽ khiến đạo đức của một xã hội suy đồi. Một xã hội đầy rẫy lọc lừa, man trá liệu sẽ đi về đâu? Không ai hiểu được thái độ của Mike Pence. Ông ta luôn ca ngợi Tổng thống Donald J. Trump trước công chúng. Nhưng tại sao vào giờ phút mà Tổng thống cần vào sự giúp đỡ của ông nhất thì ông lại trở mặt phủi tay? Dư luận lúc bấy giờ cho rằng ông đã bị khủng bố hay đã bị mua chuộc. Nhưng sự thật đã hoàn toàn trái ngược vì ông Phó Tổng thống Mike Pence là một người đâm sau lưng chiến sĩ. Có một lần ông luật sư Lynn Good đã tố cáo chuyện Mike Pence và Paul Ryan đã âm thầm mưu hại Tổng thống Trump ngay từ khi bắt đầu chuyện bầu cử Tổng thống năm 2016. Sau lần tranh cử với cựu Tổng thống Obama năm 2012, liên danh Mitt Romney và Paul Ryan bị rớt đài. Vì thế khi Tổng thống Donald J. Trump ra tranh cử năm 2016, cả Mitt Romney và Paul Ryan đã áp lực Mike Pence ra đứng phó Tổng thống cho Tổng thống Trump trên một âm mưu chiếm đoạt. Tổng thống Trump và dân Mỹ lúc bấy giờ cho rằng Mike Pence là một người nhân từ trung hậu. Nhưng đâu có ngờ Mike Pence sẽ có một hành trang phản phúc khi đứng chung với Tổng thống Trump. Cả ba người Mitt Romney, Paul Ryan và Mike Pence là bộ ba tam xiên trong âm mưu hạ bệ Tổng thống Trump ngay từ năm 2016. Ngoài ba vị đó còn có hai ông, một của Paul Ryan và một của Mike Pence. Đó là ông John David Hoppe, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1951, là một chính trị gia và là một nhà vận động hành lang ở đồi Capitol. David Hoppe từng là chủ sự phòng nhân viên của văn phòng Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan. Và người thứ hai là James Atterhall, chủ sự phòng nhân viên của văn phòng thống đốc Mike Pence từ năm 2014 cho năm 2016. Tài liệu của phóng viên Emerald Robinson cho biết như sau. Một chuỗi email từ một trong những người điều hành trang web Pence Ryan năm 2016 campaign đã bị hủy sau khi Trump thắng cuộc tranh luận thứ hai, được lấy bởi realtruenews.org. Mike Pence và Paul Ryan đã âm mưu chống lại Tổng thống Trump kể từ năm 2016. Ông luật sư Lynn Good đã xác nhận điều đó là có. Sau đó Mike Pence thông báo là Tổng thống Trump không thua mà lại thắng. Thất bại keo này thì bày keo khác. Họ chờ đến việc truất phế lần thứ hai về chuyện của Ukraine. Mở đầu câu chuyện truất phế Tổng thống Trump trong vụ Ukraine là có một người thổi còi, tung ra cuộc điện đàm giữa Trump và Tổng thống Ukraine. Ai là người thổi còi báo tin này nếu không phải là Mike Pence và Paul Ryan? Trong lúc đó, Tổng thống Trump nghi ngờ cho Rick Perry, nhưng thực chất Mike Pence là người đáng nghi ngờ nhất. Thì ra trong nhiệm kỳ của Trump, tin tức cứ bị leak ra ngoài dài dài. Đây là kiểu nuôi ong tay áo, nuôi quỷ dòm nhà. Trong khi đó, hầu như mọi người đã ngạc nhiên rằng Đảng Dân Chủ lại tiến hành thêm một cuộc săn phù thủy khác. Nhiều người có thể bị sốc khi biết về một báo cáo mới cho thấy một số đảng viên Cộng hòa hàng đầu có thể đang cố gắng giúp loại bỏ Trump sau hậu trường. Phóng viên Emerald Robinson của One American News Network, tức là OANN, đã thuyết một tin đồn vào thứ Năm rằng Thượng nghị sĩ Utah Mitt Romney
của Đảng Cộng Hòa và cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã hợp tác để hạ bệ Tổng thống Trump. Và theo Robinson, cả Mitt Romney và Paul Ryan chỉ cần thêm 10 phiếu là họ có thể hạ bệ Tổng thống Trump. Trong thời gian luận tội Tổng thống Trump lần thứ hai, thì Paul Ryan và Mitt Romney đang thúc đẩy nhiệm kỳ Tổng thống của Pence với lý do tốt nhất để bãi bỏ Trump, và Robinson khẳng định rằng nỗ lực của họ đang có kết quả. Robinson nói thêm trong một tweet thứ hai là các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa có thể tổ chức một cuộc họp báo ngày hôm nay và nói rằng trong mọi trường hợp họ sẽ bỏ phiếu để luận tội Trump. Nhưng sự việc đã không đi theo sự dàn xếp của Paul Ryan và Mitt Romney. Tại sao những thành viên của Đảng Cộng Hòa không làm điều đó? Thực sự những việc như thế này bắt chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng báo cáo của Robinson đã cho chúng ta thấy trong tận cùng sâu thẳm, Đảng Cộng Hòa đã chứa đựng rất nhiều kẻ thù, nhưng không có nền tảng, rất yếu kém, bị mua chuộc và từ chối đứng về phía Tổng thống Trump. Nhưng sự việc lại bất ngờ là sau đó các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa có một cuộc họp báo và thông báo rằng họ sẽ không bỏ phiếu để luận tội Trump. Điều đó sẽ gửi thông điệp rằng họ thống nhất và sát cánh cùng Tổng thống chống lại cuộc săn lùng phù thủy mới nhất từ Đảng Dân Chủ. Và đó cũng là kết thúc âm mưu đảo tránh của Paul Ryan và Mitt Romney trong việc hạ bệ Tổng thống Trump để đưa Mike Pence lên chức vụ Tổng thống. Vì thế chuyện Mike Pence phản thùng Tổng thống Trump trong ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Capitol là một sự tất nhiên trên bản chất lưu manh gian xảo đâm sau lưng chiến sĩ của Pence. Từ sau đó, sau vụ đó thì Paul Ryan giấu mặt tuyệt tích giang hồ. Cho đến ngày 27 tháng 5, Paul Ryan xuất hiện tại thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở thung lũng Simi, California. Paul Ryan kêu gọi mọi người trung thành với các nguyên tắc bảo thủ, hãy đoàn kết tất cả các cánh của GOP là điều cần thiết cho sự hồi sinh của Đảng Cộng Hòa. Và Paul Ryan, người có mối quan hệ căng thẳng với Trump từ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, thông qua 2 năm cuối cùng với tư cách là House Speaker trong nửa nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, cùng với âm mưu hạ bệ Tổng thống Trump đã lập luận rằng nếu nguyên nhân bảo thủ phụ thuộc vào sự hấp dẫn dân túy của một nhân cách thì chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Paul Ryan, ứng cử viên phó tổng thống năm 2012 của GOP, lưu ý rằng một lần nữa, những người bảo thủ chúng tôi thấy mình đang ở ngã ba đường. Nghe đâu Paul Ryan và Mike Pence sẽ có một liên danh ra tranh cử tổng thống vào năm 2024. Những con người như Paul Ryan, Mike Pence là những người thuộc vào loại phản phúc, bất tín lại nói chuyện trung thành, nghe ra không thuyết phục cho lắm. Tuy nhiên, nếu Mike Pence khôn ra thì nên giữ Tổng thống Trump thêm 4 năm nữa, và sau khi Tổng thống Trump mãn nhiệm kỳ thì Mike Pence sẽ là một ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Cộng Hòa. Nhưng vì nôn nóng quá, muốn làm vua nên đã để lộ bản chất bất tín thì khó mà thuận lòng với lòng tin của người dân và hợp với lẽ trời. Người ta có thể bất tín lừa dối chiếm lấy lợi lộc về phần mình được một vài lần, nhưng đối diện với thiên lý, với trời xanh, họ chẳng thể giở trò mãi được. Thiên lý luôn luôn công bằng, mưu mô lừa lọc nào cũng phải trả một giá đắt. Tổng thống Trump rất trọng đãi hiện tại, còn Mike Pence dù bản thân là thống đốc tiểu bang Indiana, nhưng lại được Tổng thống Trump và dân chúng toàn quốc kính trọng. Nhưng chỉ vì một chữ tín không vẹn toàn kia, người dân Hoa Kỳ quả thực không cách nào có thể dung nạp Mike Pence thêm một lần nữa. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị.